Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Béo Chibi và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 18 tháng 8 năm 2018 nha. Và bây giờ đầu tiên như thường lệ chúng ta sẽ cùng xem coi là đơn hàng nào sẽ là đơn hàng may mắn nhất và dễ thương nhất của ngày hôm nay nha. Còn ngày hôm qua thì do gấp quá và vội một chút xíu cho nên là chị quên ra câu hỏi mini game, rất là mong các em thông cảm nha. Rồi chúng ta sẽ cùng bốc thăm nha. 1, 2, 3, rớt. Chưa rớt. 1, 2, 3, rớt. Rớt. Ôi trời ơi, rớt một nồi luôn. Thôi kệ đi ha. Mình sẽ chọn cái phiếu ở xa nhất đi. Phiếu nhỏ nhất, ở xa nhất, được gói kỹ nhất. Đó là đơn hàng may mắn của chúng ta. Xin chúc mừng đơn hàng của chị Thu Hồng đã trở thành đơn hàng may mắn của chúng ta ngày hôm nay. Yeah. Các bạn muốn có một phiếu bốc thăm may mắn như thế này thì hãy nhớ 0937899707 xin ba mẹ trước khi gọi đặt hàng nha. Còn ngày hôm nay thì chị sẽ lên nhắc nhở mình là nhớ ra câu hỏi mini game, cho nên các em hãy nhớ xem video từ đầu tới đuôi nha. Thì sẽ có cái phần câu hỏi mini game dành cho thành viên của kênh. Phần quà thì sẽ ngẫu nhiên nha, có khi thì sẽ theo ý của các em mà có khi thì sẽ theo ý của chị. Và nó tham gia rất là đơn giản, các em hãy đăng ký thành viên của kênh BFGB, bấm xem quảng cáo, sau đó thì xem hết video này, xem khúc nào mà chị ra câu hỏi á, trả lời câu hỏi làm theo yêu cầu của chị. Sau đó thì mình sẽ chờ đợi nha. Chúc mừng các em. Nếu như bạn nào may mắn thì ngày hôm sau, video sau chị sẽ công bố ha. Còn bây giờ thì mình sẽ vào phần kiểm tra đơn hàng. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của Trần Cảnh Minh Sang, 193.000. Tem, đây là cái ba lô có cái nơ nè mấy em, màu da màu màu da ha, màu da bò rất là đẹp luôn. Có cái nơ nè ha. 3 ngăn, 1, 2, 3 ngăn đựng đồ. Rất là rộng rãi và thoải mái luôn nha. Đây, tổng thể của nó rất là đẹp, 160.000 đồng nha mấy em. Và hiện tại là shop còn 3 màu nha mấy em, màu da bò nè, màu đỏ và màu đen ha. Màu nào cũng rất là dễ xài luôn. Các em có thể phối đồ được với tất cả các cái loại đồ, đều không bao giờ bị giống như là bị chói á. Bởi vì những cái màu này nó rất là đầm ha, và rất là dễ thương, dễ xài, sạch nữa. Rồi đến đơn hàng của Nguyễn Thị Quỳnh Anh, 432.000. Đầu tiên sẽ là 10 bịch borat nè mấy em, mỗi bịch 5.000. Rồi tới là 10 bịch tuyết nha mấy em, mỗi bịch 10.000. Rồi có ca sữa lớn 15.000, xốp ly ti màu trắng bên chị không có nha, chị lấy cho em màu hồng nhạt nè, rất là dễ thương, 9.000. Hai chai hương nha, chuối vàng dâu, mỗi chai là 5.000 đồng. Sau đó thì đến là hộp slam mây. Đây, slam mây này là slam mây vàng hồng ha, rất là đẹp luôn nè mấy em. Đó nha, rất là đẹp. Kèm theo là một cái charm ngựa bony nha. Rồi tiếp theo thì là nàng tiên cá Ariel, xinh đẹp với mái tóc đỏ huyền thoại nè, khuôn mặt rất dễ thương nha. Váy tiên cá màu tím, đuôi màu xanh nè, rất là đẹp luôn, 150.000 đồng. Tiếp theo thì là bạn này đặt là cái charm cầu vòng, nhưng mà bên shop chị là vừa mới hết charm cầu vòng ngày hôm qua, cho nên là rất mong là em sẽ thông cảm những cái charm ngựa ha. Ngựa pony mà hình cái ly kem nè, rất là đẹp luôn, 5.000 đồng nha, cũng dễ thương lắm. Rất mong là em thông cảm và em sẽ vui với cái charm này nha em nha. Trần Hương Thảo ơi, đã đến đơn hàng của em, 111.000 đồng. Wow, và đầu tiên là một hộp trang sức hạt trong suốt, 41.000. Có rất là nhiều nè mấy em, rất là nhiều những cái này mình cũng có thể gọi là charm đó nha mấy em. Đó, mình cũng có thể gọi là những cái hạt charm ha. Đây, rất là đẹp luôn, 41.000 nha, đủ màu, đủ kiểu hết luôn. Tên tên, và còn có lắc tay Ấn Độ, 5.000 đồng. Còn đây, đây thì là cái sợi dây chuyền vàng nha, giống như là vần trăng mà cũng giống như là một cái lưỡi đao á mấy em. Đó, nhưng mà chị thấy nó giống trăng hơn, nó rất là đẹp nha, bởi vì trăng nó mới lấp lánh như thế này. Đó, 15.000. Và bây giờ là đơn hàng của Hoàng Thị Thảo, 93.000 đồng. Gồm có cái gối nè ha, 18.000 đồng. Sau đó thì là búp bê mắt đá nha. Đây, búp bê mắt đá 35.000 đồng, rất là xinh đẹp luôn. Rồi đến là Dương Hải Du, đơn hàng 83.000. Tiếp theo thì là chìa khóa bút chì. Ê, bao lộn, bút chì có móc khóa nha mấy em, 5.000 đồng một cây nè. Đó, đây là chìa khóa mà chị hay nói là các em dùng để mở cánh cửa năm học mới ha. Chúc các em sẽ thật thành công trong năm học này.
với cây bút chì móc khóa 5.000 đồng một cây. Rồi, ha, tiếp theo thì là một cái compa cô gái màu hồng nè. Cô bé là màu hồng rất là dễ thương ha, thì sẽ đi chung với lại cái compa màu hồng, rất là đẹp luôn nha. Bé màu hồng ha, compa màu hồng và một cái hộp rất là long lanh lấp lánh luôn ha, 18.000 đồng nha. Nhưng mà bên chị là hết màu xanh nên chị lấy cho em màu hồng nè, rất là dễ thương. Rồi, vỉ giày 17.000 đồng và bịch phụ kiện 5.000 đồng nè mấy em, rất là xinh luôn nha. Và bây giờ là đơn hàng Phạm Thị Ngân 140.000 đồng. Rồi, tủ năm học nha, 45.000 đồng. Sau đó thì đến là tủ hồng nha. Tủ hồng thì sẽ có một cái phần tủ này để treo đồ, nó có móc luôn. Ở đây thì sẽ có những cái ngăn kéo để mà mình đựng những cái dụng cụ nhỏ cho búp bê. Và một cái bàn trang điểm vẫn có một hộp kéo nhỏ luôn nha. Và cái bộ này ha, nguyên một cái bộ này nó là 62.000 đó mấy em. Tên tên. Và tiếp theo là đơn hàng của chị Thu Hồng 204.000 đồng. Cũng là đơn hàng may mắn của chúng ta ngày hôm nay nè mấy em. Xin chúc mừng đơn hàng Thu Hồng. Tên tên. Và đây chính là phần quà may mắn của đơn hàng Thu Hồng, đó là một chiếc giỏ rang cho búp bê nha. Đó, bình thường chiếc giỏ này là 8.000 một cái nè mấy em ha, cái lớp thì là 7.000 nha. Và chị tặng là nguyên một bộ này, nguyên bộ này thì chị bán là 17.000 nè ha, cái lớp 7.000, cái giỏ này là 8.000 đồng nha, rất là dễ thương luôn, có thể đựng đồ ở bên trong nữa nè mấy em ha, tay cầm rất là dễ thương cho búp bê nha, quá đẹp luôn ha, cộng thêm cái lớp này nữa nha. Đây, và đơn hàng chị Thu Hồng thật là may mắn luôn, xin chúc mừng chị nha. Và đây đầu tiên thì chị Thu Hồng có đặt vào một cái cặp da đỏ này nha, 9.000 đồng. Sau đó thì là một cái ba lô, đây ba lô 15.000, rất là đẹp. Rồi đến là bộ khăn này mấy em, khăn mặt, khăn tắm và cái thảm này là 15.000 đồng ha. Bộ gối ôm nha, bộ gối ôm thì là 18.000 nha. Ở bên trong là gòn thiên nhiên và có rất là nhiều cái nói chung là cái vải nó đẹp lắm em. Ghế kiểu 35.000 đồng. Đồ học sinh 25.000 đồng. Sau đó thì là đồ bác sĩ nha, cũng là 25.000. Bộ đồ cô dâu, wow, rất là xinh luôn, có cái nơ nè và có cái phần này nữa nè ha. Bộ đồ cô dâu là 32.000 nha, gồm có một cái váy nè các em xem, bằng ren, rất là đẹp ha. Và một cái lớp cô dâu nữa nè nha. Đây, bộ này là 32.000 đồng. Đó. Tiếp theo là Trần Thị Trang, đơn hàng 332.000. Đầu tiên sẽ là bịch tuyết xanh 8.000 đồng nha, tuyết li ti. À, chị nói lộn nha, cái này là xốp li ti nha, nè, chị nói tuyết li ti. Tiếp theo thì là 10 bịch tuyết bông bạc nè mấy em nha, mỗi bịch như vậy thì là 8.000 đồng. Tiếp theo thì là 10 bịch borax nha mấy em, mỗi bịch là 5.000 đồng. Rồi đến hồ nữa nè, bột hồ 10.000 một bịch. Tên tên, hũ trái tim. Đây, hũ trái tim là 2.000 đồng một hũ nha mấy em. 2 nè, 4 nè, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2.000 đồng một hũ có nắp. Tiếp theo cũng là 10 cái chai hương nhỏ nha. 10 chai hương nhỏ là gồm có 2 sữa, 2 dâu, 2 dứa, 2 nho và 2 chuối. Nhưng mà bên chị hết chai nhỏ rồi, chị lấy cho em chai lớn. Một chai lớn thì bằng 2 chai nhỏ nha. Xem như là chúng ta cũng đủ 10 chai rồi đó em. Chai nhỏ là 15.000 đồng một chai, chai lớn là 10.000 nha. Tên tèn, 4 bịch cơm trái cây luôn nè mấy em ơi. Quá trời nhiều loại trái cây luôn nha. Mỗi bịch 5.000, sau đó thì đất sét, hô hồ. Trời ơi, màu sắc rất là lung linh ha. 5.000 một bịch. Tiếp theo là Lê Thị Minh Kiều, đơn hàng 73.000. Borax ha, 2.000 đồng một cái lộn thấy chưa? 2 bịch nha, mỗi bịch 5.000. Cốm trái cây thì là 5.000 đồng một bịch. Rồi đến tuyết nè, 10.000 đồng. Hạt fishbo rất là dễ thương, 5.000. Tiếp theo thì là đơn hàng của Lù Thị Thảo, 115.000. Đây là lắc tay Ấn Độ này nha, có màu đỏ nè và màu hồng. Mỗi cái chỉ có 5.000 đồng ha, rất là xinh luôn. Tiếp theo thì là bé sơ sinh nha mấy em. Đây, bé sơ sinh màu hồng, rất là mềm, rất là mềm luôn. Đó, có cái chân nữa nè. So cute, đúng không? Ngủ ngoan nha bé. Và em này là 25.000 nha mấy em. Rồi đến là bịch marshmallow 16.000 vị vani. Móng tay 7.000 đồng một cái ha. Thì em nói là móng tay hoa hồng, nhưng mà bên shop là hết hoa hồng rồi, chị lấy cho em là móng tay kẹo nè. Và móng tay gấu ha, gấu bông. Với lại gấu bông nắm, dễ thương lắm. Đây, 7.000 đồng một cái nha.
và có hai cái bút chì nữa nha, bút chì móc khóa để mở cánh cửa thành công trong năm học mới. 5.000 đồng một cây, chị chúc em sẽ gặp nhiều may mắn với cây bút chì này nha. Và bây giờ Vũ Đình Cấn ơi, Vũ Đình Cấn đơn hàng 400.000, đơn hàng 400.000 của Vũ Đình Cẩn nha. Chị xin lỗi, chị giờ không có rõ cái dấu Vũ Đình Cẩn. Đầu tiên đây là bịch nhũ xanh nha, xanh dương, màu xanh hy vọng. Thì đơn hàng là đặt là nhũ hồng nhưng mà shop hết nhũ hồng rồi, cho nên là shop lấy cái nhũ màu xanh dương nè. Đó, màu xanh hy vọng, màu của bầu trời ha. Thì rất mong là đơn hàng Vũ Đình Cẩn sẽ thông cảm nha. Đó, màu này cũng rất là đẹp, tươi tắn ha, xanh hy vọng mà. Tiếp theo thì là keo sữa nha. Cái nhũ hồi nãy là 20.000 một bịch á, còn keo sữa lớn này thì là 15.000 một hũ. Tiếp theo thì là có hồ ha, 10.000 đồng một bịch. Mùi hương sữa và dâu chai lớn là 10.000 đồng một chai. Màu á, đây nè, màu lớn thì là 4.000 một chai. Tuyết ha, tuyết nhân tạo 1, 2, 3, 4 bịch, mỗi bịch là 10.000 đồng. Tiếp theo thì là hũ trái tim nha. Hũ trái tim nhưng mà hũ này là có nắp nha. Đó, thì ở đây là 35 hũ, chúng ta cùng đếm nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, đủ nha. Có bô rát luôn. Đây, mỗi bịch là 5.000 đồng. Sau đó thì chén ha. Chén thì 3.000 một bịch nha. Đất sét 5.000. Đó, 5.000 một bịch. Cốm bi tròn nè, 5.000 đồng một bịch luôn. Rồi đến cái này là tuyết giấy nè mẹ. Ý lộn, kim tuyến giấy. Kim tuyến giấy 5.000 một bịch. Phơm phơm nhỏ là 5.000 đồng một bịch. Rồi đến là hạt xốp màu bơ nha, 9.000 một bịch. Tiếp theo Nguyễn Thị Yến Nhi đơn hàng 133.000 đồng. Wow, các em ơi, đầu tiên chúng ta đến với cái cặp lắc chuông này nha. Gọi là cái vòng á, cái vòng chuông rất là dễ thương luôn, có 4 cái chuông nè. Đó, mỗi cái như vậy là 15.000 nhưng mua một cặp thì là 25.000 thôi nha. Milo Cup 2, 4, 6, 8, 10 viên, mỗi viên 2.000, thơm, ngon, bùi bùi và lại rất là giàu chất dinh dưỡng cho các em luôn nha. Keo sữa 15.000 đồng một hũ. Rồi đến là Porat là 5.000 đồng một bịch ha. Chai màu lớn là 4.000, kim tuyến là 5.000 đồng. Wow, có bạn trăm ngựa 5.000 đồng, rất là dễ thương. Và hai cái hũ trái tim có nắp, mỗi hũ 2.000. Yến Nhi ơi, Yến Nhi à, đã đến đơn hàng của Yến Nhi rồi nè, 111.000 đồng. Đầu tiên đó sẽ là 5 chai hương, dâu nè, nho nè, chuối nè, sữa và dứa, mỗi chai 5.000. Tuyết bông bạc 8.000 đồng một bịch. Hạt fishbowl màu vàng nhạt ha là 5.000 đồng. Java chip nâu 5.000 luôn. Rồi cái này là cái gì đây nè? À, pom pom mini cũng 5.000 ha. Đất sét 5.000, kim tuyến nhỏ, ấy là kim tuyến nhuyễn ha, cũng là 5.000 luôn nè. Và hũ keo sữa 15.000. Tiếp theo là đơn hàng của Willy Trần 93.000 đồng. Đầu tiên và là đơn hàng Willy Trần đặt một cái giường nè, có gối đầu gối ôm nha mấy em. Rồi có cái phần nệm mút nè của cái giường hồng á, rất là xinh đẹp và tiện ích luôn ha, nằm rất là êm, 60.000 đồng nha. Và tiếp theo là đơn hàng của Đinh Nguyễn Đông Nhi 133.000. Rồi nha. Tiếp theo thì đầu ấy lộn, trong đơn hàng của Đông Nhi thì là có một cái áo thủy thủ màu đen nha, áo thủy thủ màu đen nè. Đó, có cái nơ này rất là dễ thương. Và cái túi mặt cười ha, đây là từ 25 cho tới 52kg là mặt vừa. Thì cái này á là cái quần váy nha mấy em, chứ không phải cái váy. Đó, bạn này thì do là cái eo của bạn đó là hơn 70cm, cho nên chị không thể nào mà lấy cái váy thủy thủ được. Bởi vì váy thủy thủ như chị đã nói là phải từ cái eo nhỏ hơn 70cm thì mình mới mặc vừa nha. Tuy nhiên các em thêm nè, thì cái sự kết hợp của cái áo này và cái quần này nó cũng rất là đẹp. Đây là một cái quần váy ha, chất vải cũng đẹp nữa nha mấy em. Đây, chất vải cũng đẹp nữa nha, may cũng rất là đẹp luôn, có xếp ly ở đây. Nhìn vô mấy em tưởng đâu là cái váy phải không, nhưng là cái quần. Và đặc biệt của cái quần này, ở phía sau nó sẽ có cái phần thun nha, nó sẽ có cái phần thun co giãn
đó. Cho nên là những bạn nào mà cái eo nó cậu có 80-90 cũng mặc vừa, nhưng mà nếu nhỏ cũng mặc vừa luôn, nếu eo nhỏ cũng mặc vừa mà eo lớn thì cũng mặc vừa ha. Cho nên là cái quần này thì cũng là từ 25 tới 52 kg đều mặc vừa hết, và quần cũng là 50 mà áo cũng là 50. Các em thấy sự kết hợp này nó cũng rất là đẹp đúng không, nhìn vô cũng thấy một thủy thủ mặt trăng rất là dễ thương đã xuất hiện. Tiếp theo Lê Thị Thùy Trang đã đến đơn hàng của Lê Thị Thùy Trang 521.000 đồng. Và đầu tiên thì là chị Lê Thị Thùy Trang có đặt cho bé là một cái gấu bông Pikachu. Đó, gấu bông rất là dễ thương. Thì nó sẽ có một cái, nè, cái hình con Pikachu này tên gì thì chị không có biết nha mấy em. Nhưng mà các em nhờm cái lông của nó nè, cái lông nó cũng ngắn ngắn nhưng mà nó mịn ha. Sẽ không bị rơi rớt hay là cái lông nó đại khái là cũng tốt lắm em nè ha, không có bị sừ bị ấy ha. Nếu như các bạn nhỏ cầm vô thì cũng không sợ nó sẽ bong tróc cái lông ra, nó gây đến là viêm mũi hoặc là như thế nào đó ha. Cái lông này nó gọn đó, dễ vệ sinh, dễ giặt giũ cho bé ha. Đó nè, hình dáng đồ cũng đơn giản ha, không có những cái hộp nút. Cái này là do là chị Thùy Trang nói là cho bé nhỏ, sợ bé là sẽ kiểu như nếu như có những cái chi tiết như là con mắt đồ này nọ đó mấy em, nó sẽ bung ra rồi bé ngậm vô thì nó sẽ không tốt, cho nên là shop đã đắn đo suy nghĩ tìm cái sản phẩm này nha. Có cái này nữa nè, cầm cũng khá là vui tay nha. Và những cái lông nhỏ này thì mình không sợ nó bị bung ra và cũng không có một cái chi tiết nào hết. Và con gấu bông này ha, Pikachu, một nhân vật cũng rất là hot nha, 60.000 đồng. Rồi đến là cái lều trại mini rất là dễ thương, 420.000 đồng. Kích thước của lều ha, 88 x 88 x 101 nha. Nó hình vuông vuông đó, cao, nói chung là các em nhỏ thì có thể nằm được, còn những lớn lớn một chút thì chúng ta nằm co co nha. Lều hình vuông cho nên là cũng khá là rộng rãi, có một cái cửa nè, cửa mình sẽ cuốn lên rồi mình thả xuống. Ở đây là những cái khung cửa sổ ha, cửa sổ vuông, ở phía sau là có cái cửa sổ tròn, một mặt cái là để nhìn ra ngoài, một mặt là để gió vào cho cái lều của chúng ta nó mát nha, nếu như chúng ta ngồi trong. Tuy nhiên nó sẽ có cái lớp lưới để ngăn chặn côn trùng hay là này nọ nó chui vào trong cái lều. Và khi mà chúng ta sắp đi dã ngoại nè, thấy không, sẽ rất là đẹp luôn nha. 420.000 đồng, không phí một chút nào đâu mấy em ạ. Rồi, tiếp theo thì bạn này có mua là 4 cây nến nha, mỗi cây 2.000. Có thể là bạn đã làm vật dụng để đi cắm trại cho trẻ ngoại đó. Mình sẽ nấu qua bên, chụm củi lên, hoặc là thắp sáng vân vân. Nhưng chơi cái này á, là phải có người lớn nha, để tránh bị phỏng tay hoặc là cháy nổ nha mấy em ơi. Nguyễn Xuân Mai đã đến đơn hàng của Nguyễn Xuân Mai, 126.000. Kẹo hamburger nha mấy em, 5.000 đồng 2 viên, 2.000 đồng một bịch tiền. Vỉ dày ha, 17.000. Sau đó thì là có kẹ dày 38.000. Bịch ly chai nè mấy em, 5.000 đồng một bịch. Hũ trái tim có nắp là 2.000 một hũ. Kẹo nổ 3.000, Milu 2.000 một bịch. À chị nói lộn, Milu 2.000 một viên nha. Tiếp theo là đơn hàng của bé Bảo Thi, 470.000 đồng. Đồ kiểu nha, đồ kiểu đẹp 35.000 một bộ. Áo hồng vé chim, váy nè, rồi áo này nữa nè, quá đẹp luôn. Ôi chà, ở đây thì có là cái áo này là giống như áo khoác nha, quần nữa nè, 35.000 một bộ. À tuy nhiên là cái đơn hàng này là hình như là các anh đó là anh quên đưa cho chị, cho nên là chị tính chọn mấy cái này nhưng chị đổi lại cho em ha, là bộ này là vẫn y vậy ha. Tại vì bộ này đẹp nè, quần tây với lại áo này cũng có thể làm áo khoác. Bộ này thì quá đẹp rồi, rất nhiều bạn thích. Và chị sẽ đổi cái bộ váy hồi nãy sang cái bộ này cho em nha, nó có mấy cái tua dưới đây nè, rất là đẹp luôn ha. Đây rồi, đồ bộ ngắn nha, và đồ bộ ngắn là 20.000 đồng một bộ nè mấy em. Sau đó thì đến đồ bơi nha, là đồ bơi này là 7.000 nè, đồ bơi đơn giản. 12.000 thì có ren và cột ở phía sau nha, một mảnh. Cái này hai mảnh nhưng mà là loại váy nè, cũng là đồ bơi, 16.000. Rồi đến là đồ bay, đây một bộ đồ bay màu hồng, một bộ đồ bay màu xanh, mỗi bộ là 35.000. Đồ học sinh 25.000 một bộ. Tiếp theo thì là cô giáo. Đó, cô giáo rất là xinh đẹp luôn, với tà áo dài màu xanh ha, rất là xinh đẹp. Đó, màu xanh nhưng mà rất là lấp lánh nè, các em thấy không. Đó, 70.000 đồng nha, có giỏ sách nữa. Anh Ken thể thao,
có đôi có trái banh nữa ha, và đôi giày màu trắng 50.000 đồng. Hoàng Trọng Trung ơi, đã đến đơn hàng của em 100.000 đồng. Hạt Fishbo 5.000 đồng một bịch nha, đủ màu hết luôn. Java chip cũng là 5.000 đồng. Java chip ở đây là có hai màu đen và một màu hồng, rồi đến là một cái màu xanh ha, rất là đẹp. Rồi pom pom mini tuyết giả cũng 5.000 luôn, 2.000 đồng một hũ này. Và bây giờ là Lâm Thị Như Quỳnh đơn hàng 161.000. Laptop nha, 5.000 đồng một cái, giá đỡ thì 10.000 đồng một cái. Ba lô 15.000 đồng một cái, rất là đẹp, dày nè mấy em. Có cánh chim rồi nữa ha, 5.000 đồng một bịch. Túi sắt 5.000, làm thuốc 10.000 đồng. Chén nè, đây, chén là 3.000 một bịch. Áo khoác jean 20.000 đồng, màu mùi hương chứ hương dâu 5.000. Hai viên kẹo này là 5.000 đồng, 2.500 viên. Mắt kiến cũng 5.000 luôn. Phụ kiện này nè 5.000 ha. Móc 3.000 đồng một bịch. Ly 5.000 đồng một bịch. Ly chai cũng 5.000 đồng một bịch. Và bây giờ là đơn hàng của chị Tuyết 122.000 đồng. Đó là vỉ phụ kiện nha. Đầu tiên sẽ là vỉ phụ kiện túi xách với nhiều cái phụ kiện rất là xinh đẹp luôn, 80.000 đồng kèm theo những cái hình dáng đáng yêu nữa nè mấy em. Đó. Cặp táp 9.000. Còn đây Bùi Huỳnh Bảo Châu ơi, đã đến đơn hàng của em 245.000. Đầu tiên sẽ là cô nàng búp bê hoa hồng xinh đẹp này ha, có cái nơ hồng trên đầu nha, tóc mái bằng nè, cái mặt rất là dễ thương. Váy nè mấy em, hoa hồng luôn. À, váy trái tim nữa này xinh á. 140.000 đồng. Các em thấy có cái phần tủ treo đồ có móc nè, những hộp kéo nhỏ để đựng đồ nè ha. Rồi đến là cái bàn trang điểm và có hộp kéo có gương luôn nha. 62.000 đồng bộ này. Phụ kiện 5.000 đồng một bịch, phụ kiện mới và phụ kiện túi xách nha. Tiếp theo là chị Phương, đơn hàng 313.000. Thì đơn hàng của chị Phương á là shop xin nói trước ha, là có hai anh Ken là sẽ nợ trên video nha. Tại vì anh Ken một chút xíu nữa thì mới về, cho nên là bỏ vô không có kịp á, mà quay cho nó kịp video, cho nên là trên video thì sẽ không có hai anh Ken, nhưng mà hàng đến nhà thì sẽ có hai anh Ken và sẽ đảm bảo là Ken shop sẽ kiểm tra trước khi giao ha. Rồi 313.000. Wow, trời ơi. Đầu tiên sẽ là vỉ phụ kiện, mà sao cái đơn này may quá ta, đầu vô luôn là có cái máy chụp hình luôn nè mấy em, lần đầu tiên chị thấy luôn. Trời ơi. Ôi, lần đầu tiên có máy chụp hình luôn á nha. Quá đẹp luôn, hết sảy còn là 7 luôn. Đây. Công nhận luôn á, cái vỉ này đẹp thiệt luôn á nha. Sao mà may mắn dữ vậy ta. Cái này á là mấy em một vỉ như vậy á là người ta giao cho chị một lần rất là nhiều luôn. Sau đó thì chị bóc ngẫu nhiên, chứ chị cũng không có xác định, không có thể nào mà nói là vỉ này có cái này cái kia được. Nhưng mà vỉ này là có máy chụp hình luôn nè, quá tuyệt vời luôn. Rồi đến là cái gối đầu, gối ôm ha. Và phần nệm nè, có mút của cái giường 60.000 đồng. Tủ 5 hộp 45.000 nha mấy em. Đây. Và cái kệ giày 38.000. Và bây giờ là đơn hàng của Ngọc Ngân 124.000 đồng, cũng là đơn hàng mà trúng mini game ngày hôm qua, Ngọc Ngân Channel nè mấy em. Là búp bê ngày hôm qua mà Ngọc Ngân trúng mini game nè, chị sẽ cởi chung với lại đơn hàng của em nha. Chúc mừng em. Tiếp theo thì là anh Ken quần dài 45.000, thì chị cũng nợ Ngọc Ngân nha Ngọc Ngân, nợ trên video thôi. Hàng đến nhà là sẽ có nha Ngọc Ngân nha, em yên tâm. Rồi đây là cái giá đỡ 10.000 đồng. Váy xòe đơn giản 6.000, rất là đẹp. Phụ kiện 5.000, giày 5.000 nè. Bịch ly 5.000, bịch ly chai sữa 5.000, đất sét cũng 5.000. Rồi bây giờ là đến đơn hàng của Đoàn Phạm Mimi. Đoàn Phạm Mimi ơi, đã đến đơn hàng của em 103.000 đồng. Và cái đơn hàng này là em có đặt cái quạt sạc, nhưng mà quạt sạc bên chị cũng đã hết. Thì chị hẹn với em là khi hàng đến nhà thì sẽ có, trên video thì sẽ chị nợ nha. Trên video chị sẽ nợ quạt sạc và chị đảm bảo với em là chị sẽ kiểm tra hàng trước khi giao, kiểm tra coi nó có quạt, nó có ăn điện không đó em. Còn đây là cái bịch cốm nè, cốm tuyết ha, công chúa tuyết, 5.000 đồng một bịch. Tiếp theo là Võ Thị Kiều My, đơn hàng 193.000 đồng. Đơn hàng này thì chị cũng nợ trên video là hai anh Ken nha. Và khi gửi đi thì chị sẽ kiểm tra và gửi cho em hai anh Ken dễ thương nha.
Đây có giường ha. Bạn này còn có đặt giường và gối đầu nè. Giường thì có nệm ha, 60.000 đồng cho búp bê. Rồi bạch tuyết 10.000. Và đây nha, đây là chị đã hoàn thành video kiểm tra đơn hàng cùng với các em. À thì các em nào mà muốn gọi đặt hàng thì hãy nhớ xin phép ba mẹ gọi 0937899707 nha. Còn bây giờ thì chị sẽ ra câu hỏi mini game. Đó là các em ơi, các em đã đăng ký thành viên kênh chưa? Chị quên nữa, để chị nhắc lại nha. Các em đăng ký thành viên chưa nè? Bấm xem những cái dòng quảng cáo nhỏ chưa nè? Rồi chuẩn bị họ tên, địa chỉ, số điện thoại đầy đủ nha. Đó, chuẩn bị đầy đủ hết. Sau đó thì nghe câu hỏi của chị, ghi vô, nhớ là không chỉnh sửa bình luận. Nếu sai thì sẽ làm lại cái mới, hoặc là bình luận ở phía dưới ha, bình luận ở phía dưới của cái bình luận của mấy em á, chứ nếu chỉnh sửa là không hợp lệ nha. Rồi bây giờ chị sẽ ra câu hỏi. Câu hỏi ngày hôm nay các em hãy cho chị biết đó là sản phẩm nào đã được tặng ở trong cái video này nha. Cái đơn hàng mà trúng mini game á, đơn hàng trúng mini game, đơn hàng may mắn thì được shop tặng cho món đồ chơi gì, trị giá là bao nhiêu tiền nha. Chị sẽ chọn 3 bạn ngẫu nhiên, một bạn trả lời sớm nhất, một bạn trả lời trễ nhất và một bạn trả lời ở chính giữa cái lúc mà chị kiểm tra đó. Thì chị sẽ bốc thăm 3 bạn này để xem là bạn nào sẽ may mắn nhận được phần quà đó nha. Rất là dễ thương luôn. Chúc các em may mắn. Một ngày cuối tuần thật là vui, phải không nào? Bye bye, hẹn gặp lại các em video sau.